Rồi bây giờ là ai là cái người mà nhận trách nhiệm mổ cắt lợn này? Cắt lại đi, cắt lại đi. Được không? Chứng được. Kiến có quay phim 11 không có đổ thừa nha. Được không? Đó, có phim nào biết khán giả làm chứng rồi đó. Trời ơi. Cái tay mà cắt cái cắt lợn này mà rung luôn á. Cắt tiền tỷ của chú anh chị ơi. Bây giờ mình cắt cái cục này thôi ha. Ừ. Trời ơi, xót quá, thôi cắt dùm đi. Thiệt cắt lại đi. Thôi thôi không dám cắt đâu. Cái này quý quá, quý quá. Ai mà dám cắt? Từ từ thôi. Từ từ thôi. Ồ, đây bên trong là như vậy nè, nó kết tủ lại ha, có cái chất gì nè. Rồi bây giờ hai vợ chồng anh chị chốt chưa? Rồi, chốt giá nó chưa? Bao nhiêu nói lại đi. 2 tỷ. 2 tỷ. Giờ bán 2 tỷ. 2 tỷ chính xác chưa? Dạ, chính xác. Không thay đổi phải không? Dạ. Rồi, nhưng mà dưới điều kiện người bệnh xin vẫn cho làm thuốc. Dạ đúng rồi. Cứu người ha. Dạ. Xin chào bà con quý khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh. Kính thưa của chú anh chị, hiện tại thì Xanh đang ở Cần Thơ của chú anh chị. Và ngày hôm nay thì Hoàng Xanh cũng giới thiệu cho tất cả các chú anh chị quý khán giả xem kênh Hoàng Xanh là một cái câu chuyện độc lạ tiếp theo. Đó là một câu chuyện có một anh chàng là làm việc là mổ heo và anh này là sở hữu cát lợn. Và đặc biệt anh này sở hữu một cái số lượng rất là lớn nha. Bây giờ thì để biết cát lợn thế nào và số lượng bao nhiêu, Hoàng Xanh mời cả nhà mình sẽ vào nhà gặp anh thanh niên này nha. Rồi. Rồi chào anh trai nha. Rồi. Wow, cô chú chị, đây cô chú chị ơi. Đây là coi như là wow, sở hữu nguyên một cái mâm cát lợn, người ta là sở hữu là một hai cái là người ta đã thấy là coi như là để coi như là phát tài, mà bây giờ mình là coi như là biết bao nhiêu đây. Bây giờ anh đếm lại cho em bao nhiêu cục anh? 12 cục anh xanh này. 12 cục. Rồi, rồi cái này mà sao mà anh coi như là ở đâu ra mà sưu tầm nhiều bộ sưu tập cát lợn vậy anh? Em bằng heo á, em mổ nó ở trong cái bao tử heo á. À rồi rồi, bây giờ mình ngồi xuống đi, ngồi xuống cho bà con coi. Rồi bà xã đâu rồi, bà xã đâu? Nghe nói là có bà xã nữa mà, phải không? Bà xã em ở trong nhà. Ừ, để con hỏi kiến bà xã coi, như nhiều khi mà cái này chui vô chút mánh này bắt đầu vợ chồng là coi như là phải đồng thuận với nhau nha. Rồi. Cái này là cục này mới sao ta? Cục đó em mới lụm á. À, mới lụm mà cục này là lâu chưa, cái này đúng chưa? Cái này cũng lâu rồi, cái này lâu rồi. Cái này, mới... cái này là để sở hữu được mười mấy cục cát lợn này thì cái này mấy cái này đó mấy cái 12 à. Bây giờ để sở hữu được 10 cái cục cát lợn này anh sưu tầm khoảng bao nhiêu, bao lâu? Lâu lắm rồi, em mặn mười mấy năm rồi đó, mười mấy năm mới lụm được nhiêu mà. Wow. Mấy được trước không có, mấy được này là mới có. Ồ, coi như là mình lúc mình mổ là coi như mình chuyên làm trong bao tử luôn hả? Ừ. Rồi những mấy anh khác không lụm được hay sao? Nhiều khi em mặn bao tử rồi em xả rồi em thấy em lụm. À, rồi có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ phát tài không, mình trúng cái này không? Dạ không. Biết không? Không không. Không biết hả? Cũng thấy có coi trên YouTube đó, cũng có mấy người quay đó rồi. À. thấy giống mà lụm về lại. À, lụm về chơi thôi hả? À. Cái này không biết sở hữu tới cỡ này không biết làm nhiều quá rồi cái này. Bây giờ sở hữu như đây rồi bằng mấy chục tờ giấy số luôn á. Rồi vậy thì cái này là coi như là anh sưu tầm như vậy rồi, có bao giờ anh liên hệ để bán cho ai chưa? Chưa. Chưa hả? Ừ. Cái này nếu mà mình bán thì mình bán hết luôn anh, hay là mình bán... Bán hết luôn. Bán hết tổng thể luôn hả? Ừ. Anh có bao giờ anh nghe cái này là giao dịch thế nào, anh có biết tới tìm hiểu gì này chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa. Vậy bây giờ cái này là ví dụ như em nói cái này chỉ là một cái cục bình thường thôi, anh cho em được không? Được không? À. Được không? Bỏ được không? Được. Được luôn á. Cho anh luôn á. Cho luôn. Lấy cho anh luôn á. Thiệt không? Thôi chơi. Đâu, cười dữ vậy? Qua đây, hỏi thăm xíu đi. Trời, vợ em nghiêm túc mà giỡn hoài. Vì vợ em rồi bán hết này mà 2 tỷ đó. 2 tỷ à? Ừ, vợ em. Rồi, rồi, qua đây. Qua đây hỏi coi. Chết rồi, bà xã của anh này. Em không? Ăn này kỳ vậy, qua đây hỏi thăm ơi. Có đồng ý hay không, nhiều khi biết sao, nhiều khi người ta trả giá mình không có nói nghiêm túc á. Qua đây em. Em không? Qua đây. À rồi, chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 32. 33 tuổi hàng rồi. Ok, chắc đây là anh tên gì giới thiệu ơi? Em tên Nhạo. Anh Nhạo hả? Rồi chị đây tên gì? Dạ em tên Phượng. À tên Phượng. Vì thì anh Nhạo coi như là ảnh sở hữu tới 10 cục 12 cục cắt lợn này thì lúc đó chị có biết là ảnh sở hữu cái này là nó quý không chị? Dạ. Biết không? Không biết hả? À. Rồi khi mà mình sở hữu như vậy á, mình mấy hôm nay mình sở hữu như vậy mình cất ở đâu? Mình có sợ người ta lấy không? Dạ không. Có biết cái này là quý hiếm không? Dạ không. Không biết luôn hả? Dạ.
À, rồi giả sử bây giờ Hoàng Xanh qua, Hoàng Xanh xin vài hột đem về coi chơi được không? Dạ được. Được luôn hả? Ồ. Thì cô chú anh chị thì anh Nhạo nãy anh chia sẻ là coi như là bà xã ảnh là ra giá bao nhiêu anh Nhạo? 2 tỷ, giờ em đã bán 2 tỷ. 2 tỷ là một cục hay là hết luôn? Hết luôn, giờ em đã bán hết 2 tỷ. Sao chị? Chị dạ. Chị tới cho em biết bao nhiêu để em giới thiệu cho bà con. Dạ, chào em nói 2 tỷ. 2 tỷ. Rồi lúc đó anh làm heo vậy rồi anh như là bao tử là cái bộ phận bao tử là coi như là anh chứ anh xẻ thôi lò heo đó là mấy anh kia không biết hả? Không. Rồi bây giờ mấy anh kia có biết anh sở hữu này chưa? Biết, biết mấy. Rồi mấy anh có nói gì không? Không, không. Anh có nói là bán hay chia không? Không, không. Chứ em thấy là nhiều vụ là coi như là vé số mua là mua dùm mới thì chúng cái là anh em mít lòng nha, cái gì nói với mấy ảnh đi, chia với mấy ảnh không? Chia cho mấy ảnh một thằng 300. Một người 300 triệu. Một người 300 triệu. Trời ơi, triệu còn như là vợ chồng anh thế. Còn như là vợ chồng. Rồi bây giờ anh nếu mà giả sử anh bán được thì số tiền này anh sẽ lấy làm gì? Sẽ lấy làm gì số tiền này, số tiền lớn quá. Có bao giờ sở hữu số tiền lớn gì không? 2 tỷ không? Chưa, chưa. Chưa phải không? Bây giờ có thưởng cho vợ chuyến du lịch gì không? Trời. Rồi anh dự định nói anh nên bán anh được cái này 2 tỷ là anh tính là cưới vợ thêm hả? Có không? Hồi nãy nghe nói mà, nãy lúc nói em mà. Cho không cho cưới vợ lại không? Không. Quá trời, tự nhiên cái đang bình thường mổ heo giờ tự nhiên đổi đời ha. 2 tỷ của chú anh chị, bây giờ để sanh ra kiểm chứng coi cái này có phải giả không ta, chứ nhiều quá không biết có giả hay thiệt nè. Kiểm tra lại mới được. Ừ, nó có cái mùi giống cái cục bữa trước luôn đó chú anh chị. Y như cái cục bữa trước sanh quay luôn, cái này cục mới anh chị. Mới. À, cục này cũng bự nha cô chú anh chị. Cái này mình có cân cân thử ta. Mà nó không, nhẹ phơi nên mới nó nhẹ. Cục này còn nặng ha. Rồi cô chú anh chị, đây là cát lợn nữa cô chú anh chị. Ta gọi là chư sa đó, mà cái này là thấy nhiều trang cũng đăng về cái này. Ừ, 2 tỷ cái này có bớt không? Bây giờ người ta trả bớt xuống bơ bán không? Biết vợ em đó, hỏi vợ em. Vậy là coi như là toàn quyền quyết định đó vợ. Toàn quyền quyết định đó vợ. Trước giờ là coi như là làm ăn là vợ quyết định đó. Ừ, vợ. Bán nhiêu nói đại đi em. Có thể là người ta thương lượng. Ờ, anh thương lượng. Sau khi đăng lên người ta sẽ gọi đó. Dạ, ảnh quyết định đi em đây. Dạ. Quá trời, một mâm luôn của chú anh chị, một mâm chư sa luôn. Công nhận rồi, mình sở hữu các lợn quý hiếm gì có bao giờ vợ khen đó anh ơi ông xã giỏi quá, ông xã em giỏi quá không? Không, vợ em kêu lụm về đại đi. Vậy luôn hả? Nhưng mà lúc đó ai là người phát hiện được cái này là quý hiếm vậy? Mới lụm viên cục chứ à. Rồi. Vợ em nó móc có gì lụm về đại đi. Chỉ là vợ anh có thể là chị biết cái này quý hiếm á, em thì không biết có quý không nha. Nhưng mà em thấy kiểu như là ở trên báo cũng hay đăng cái vậy á. Rồi thì bây giờ là coi như ảnh kêu 2 tỷ của chú vậy, 2 tỷ trả giá bán không? Trả giá bán còn bán thương, bao nhiêu còn thương lượng được cái đó chưa biết. Tỷ chín được không? Tỷ chín được không? Được phải không? Rồi 10 triệu được không? Hả? Không hả? 10 triệu không bán à? À quá trời nhiều của chú anh chị, quá trời, chưa bao giờ mà Hoàng Xanh thấy ai mà sở hữu cát lợn là coi như là nhiều nhất, cái này là nhiều nhất mình chưa dám nói nhiều nhất Việt Nam đâu, mà nhiều nhất trong tất cả các lợn mà Xanh đã từng quay nha. Đó rồi chị mới hỏi thăm hả chị? Dạ. Sao mà chị biết cái này quý, sao mà chị kêu chồng chị đem về vậy? Dạ không, em thấy lạ hả? Dạ. Bây giờ chiêm ngưỡng đã chưa? Dạ đã. Đã rồi, bây giờ cho người ta được không, đăng lên ai xin thì ship cho người ta được. Như ai bệnh sử dụng này em cho luôn. Thiệt không? Thiệt. Ờ, có tâm quá hen. Có nghĩa là cát lượng là trị giá là một cái dĩa này là 2 tỷ. Nhưng mà nếu mà ai bệnh á, xin để làm thuốc là cho. Nhưng mà gửi người ta xin, mình biết người ta bệnh hay không, gửi người ta xin, người ta đem về, người ta đem bán hay sao? Người ta nói bệnh thì mình làm phước anh ơi. Ờ, có tâm quá hen. Rồi gia đình anh chị sở hữu mấy đứa con? Ba đứa hả? Dạ. Ờ, đứa lớn nữa hả? Giữa. Ờ, đứa lớn nhiêu tuổi? Dạ đứa lớn 11 tuổi. Ồ, cũng lớn rồi hen. Dạ. Rồi anh làm mổ heo lâu chưa? Mần mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Rồi mình định bây giờ mình nghĩ là mình vẫn còn làm. Còn làm chứ. Làm hả? Rồi sáng giờ là phải đi mổ heo mới về luôn hả? Không, hôm nay em nghỉ. Ờ. Mổ heo thường thường là cái giờ giấc của mình sao? 11 giờ đêm mới đi. Tới 4-5 giờ mới về. Quá trời cát lợn này, cái này mà hai vợ chồng này coi như là có tâm quá, coi như là sẵn sàng cho đó. Thì chú anh chị ai bị bệnh thì qua đây xin nha, cho hết luôn nha, không có buôn bán hết trơn á. Được không? Được không? Được phải không? Dạ. Là không có buôn bán hết trơn phải không? Dạ. Ừ, có tâm quá rồi, vậy để chiều nay thôi, vậy lát bỏ bịch đem về luôn đi.
Một lát anh bỏ bịch đem về anh đem đi làm từ thiện. Dạ. Hen, được không? Hay là chồng thấy chồng nhìn mặt vợ hơi tiếc tiếc sao kìa. 10 triệu không bán đó. Sao, có ý kiến gì không? Không, cứ nói sự thật đi, mình muốn bán là mình muốn cho. Em thì cứ muốn bán nhưng mà ai bệnh cần thì em cho. Rồi. Chị là quê gốc ở đâu? Em ở Hậu Giang. Hậu Giang. Còn anh thì Cần Thơ gốc đây. Cần Thơ gốc. Cái răng hiện tại thì xanh đá Cần Thơ cái răng. Cặp đôi vợ chồng sở hữu cát lợn rất là quý hiếm mà sẵn sàng là coi như là cho những ai mà bị bệnh cho luôn. Chắc chắn chưa? Chắc. Chắc chắn luôn phải không? Anh đồng lòng với đồng lòng. Hai vợ chồng sở hữu cát lợn nhiều nhất đối với là xanh từng thấy hiện tại và có tấm lòng coi như là muốn hiến tặng những người bị bệnh. Không bán luôn phải không? Dạ. Không bán không? Bán thì mua thì bán phải không? Mua thì bán. Không mua thì cho. Không mua thì cho. Dễ chịu quá hen. Rồi vậy thì bây giờ Hoàng Xanh lát lấy bịch đem về luôn. Về đi, nhiều khi ai bệnh thì cho, và không ai không bệnh thì mình cất cái nhà mình luôn để mình bán luôn cũng được. Hả, được không? Được không? Dạ được. Nói nghe nè con, qua đây nè chú hỏi thăm nè. Con có biết là ba mẹ con sắp giàu chưa? Dạ chưa. Sắp giàu đó. Con biết này gì không? Dạ không. Biết không? Rồi không biết là nữa ba mẹ con giàu lên, nhiều khi con không bất ngờ này mới muốn giàu thành cậu cả luôn á. Nói chứ thật sự là nói thì tới đây thì thấy anh chị sở hữu rất là nhiều cát lợn nữa, thật sự là chưa bao giờ thấy luôn á. Người ta nói một cục thôi đã hiếm rồi mà bây giờ nó đã 12 cục. Ủa mà cái cục này nó sao nè, nó đen nó khác à? Hay là do phơi lâu? Cái nào là lâu nhất? Mấy cục này là lâu nhất nè. Càng lâu càng đen hả? Em cũng không biết nữa. Bây giờ mình có dám mà coi như là mình lấy kéo mình cắt ra thử không? Cắt ra em. Dám không? Dám cắt một tiếng không? Cắt. Rồi lấy kéo mổ xẻ cái cát lợn hay sao? Nhưng mà nói trước nha. Cái này là đồng ý nha, đồng ý mổ xẻ chứ mới mốt lỡ người ta trả 12 tỷ mà cái này là một cục này là mất 200 triệu rồi, lúc đó nói tại Hoàng Xanh đền 200 triệu nha. Rồi anh đồng ý không anh? Mấy giờ sao cũng được, thử thử phải không? Rồi bữa nay là chính thức là Hoàng Xanh được chạm mổ xẻ cắt lợn luôn. Hai vợ chồng thoáng quá trời luôn, thoáng chịu chơi quá, xa xỉ quá. 200 triệu mà có thể cắt mổ xẻ cái chơi luôn chứ anh chị, quá trời ơi. Lần đầu tiên Hoàng Xanh được mổ xẻ cắt lợn tiền tỷ luôn, trị giá 2 tỷ ha. Bây giờ người ta trả 1 tỷ sao hết chân 1 tỷ? Hỏi thiệt, cái này hỏi thiệt á, hết chân 1 tỷ hả? Tỷ có ít phải không? Hơi tiếc không? Hỏi thiệt. Không, nhiều khi người ta mua, ta trả gì người ta mua, ta làm thuốc này kia đồ mình cũng bán. 2 tỷ bán luôn. 10 triệu bán luôn. 10 triệu không bán. 5 triệu, 100 triệu. 100 triệu bán hay là để làm thuốc? Để hỏi vợ em nè. Hỏi vợ nữa hả? Trời ơi, chứ thương vợ với ta. Rồi bây giờ là ai là cái người mà nhận trách nhiệm mổ cát lợn này nè? Cắt lại đi. Được không? Chứng được. Kiến có quay phim 11 không có đổ thừa nha. Không. Có phim nào biết khán giả làm chứng rồi đó. Trời ơi. Cái tay mà cắt cái cát lợn này mà rung luôn á. Cắt tiền tỷ của chú anh chị ơi. Bây giờ mình cắt cái cục này thôi hen. Trời ơi, xót quá, thôi cắt dùng đi. Thiệt cắt đó. Lại đi. Thôi không dám cắt đâu. Cái này quý quá, ai mà dám cắt. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Đây, bên trong là như vậy nè, nó kết tủ lại ha, có cái chất gì nè. Cái gì vậy nè? Ôi, rất là lạ luôn chú anh chị ơi. Lần đầu tiên là coi như là có anh chàng này coi như là hai vợ chồng đồng lòng coi như là mổ cắt lợn ra luôn. Coi như là cái sự cắt lợn đối với ảnh là coi như là nói chuyện bình thường. Đó. Nhưng mà thật sự nó rất là quý, nhưng mà đối với vợ chồng ảnh là anh sẵn sàng là coi như khám phá luôn ha. Bây giờ có ngửi thử không? Không. Ngửi thử đi coi, cắt ra. Rồi, bây giờ anh ngửi thử rồi. Sao? Mùi sao? Có sao? Nói là có mùi gì đó. Cái thuốc gì chứ? Thuốc gì? Thuốc gì tròn viên nhỏ nhỏ đó anh. Đúng rồi, nó có cái vị là lạ ha. Người ta nói giống mùi thuốc bắc vậy đó, ví dụ là vậy á. Đây của chú chị, đây của chú chị. Lần đầu tiên cát lợn tiền tỷ được mổ xẻ ra của chú chị ơi. Đừng xé nữa hả? Xé nữa sót phải không? Xé nữa sót. Chồng xé giờ sót. Ôi, nó có cái hợp chất gì trong này nè. Quá trời, hai vợ chồng này quá trời chịu chơi rồi. Quá trời chịu chơi rồi của chú chị ơi. Mổ cát lợn tiền tỷ cho luôn. Nhắc luôn hả? Xé luôn hả? Rồi ơi, bữa nay Hoàng Xanh
xé mà gung tay quá cắt lợn này. Lần đầu tiên có hai vợ chồng dám chịu chơi gì luôn á. Thì chị giá tiền tỷ mà cho Hoàng Xanh mổ xẻ ra luôn. Hầu như là chỉ có vợ chồng anh mới đó em mới thấy nha. Những anh chị khác thì em chưa không biết nha. Nhưng mà thấy anh chị là coi như là mổ xẻ cho em thấy luôn á. Quá chịu chơi rồi. Rồi cái này là cái gì? Cái bột bên trong nè. Cái này một cộng lông trị giá coi như là mấy chục triệu của chú chị một cộng lông đó. Bây giờ đếm đi. Chết rồi. Bao nhiêu đây là coi như là 20 triệu. Sao cười? Chết rồi. Nè trả cho mấy chục triệu này. Đây mấy chục triệu của con á. Nè mua đem tiền đi để mua xe hơi chờ tặng cho ghế. Quá trời luôn, của chú chị em bữa nay là coi như là tiền tỷ mà mổ ra luôn á. Mà mình cũng chưa biết là quý là điều gì mà người ta mua ha. Người ta có nói có giao dịch tới 2-3 tỷ trên mẻ. Một cục một à. Cái hợp chất này không biết lấy làm gì không biết em. Quá trời cái bột này nè. Bột này không lẽ người ta đem đi người ta pha nước uống ta. Hay là cái này ta đem đi người ta làm mỹ phẩm sức da mặt. Bây giờ thử cái này chiều trộn là trộn đắp mặt thôi. Thiệt mà. Cái này là vợ chồng mổ đó nha, chứ có gì nó anh Hoàng Xanh là đền cho em đi, anh Hoàng Xanh nó chịu trách nhiệm đâu. Thầy mổ ra, qua đây, camera sát đây cho quý khán giả xem cái cát lợn tiền tỷ mà được mổ ra nè, cô chú anh chị ơi. Rất là lạ bên trong luôn nha, cái sự kết tủa lại cái chất gì trong này á. Đó, cộng này là cộng gì, anh chị nghĩ là cộng gì? Cái này cộng gì? Không biết. Thì không, chắc không phải lông heo đó ha. Không. Nếu mà lông heo là nó khác à. Nghiên cứu thử đi. Những gì gần hả? Đúng vậy á. Cứng à? Ừ. Cái này là mình đem như mình nối nè. cái dây cột tay. Làm cái dây cột tay á. Sao cười hoài vậy? Trời, cái này quý hiếm được cái giỡn chiều nay mà người ta gọi nói hai vợ chồng mà làm mất cục mà mất 200 triệu lúc đó khóc nha. Khóc ròng nha. Bữa nay là Hoàng Xanh là mổ xẻ cho cô chú anh chị xem luôn á. Rất là lạ nha, nè nó nghe nè. Nó lạ là ở chỗ nó có cái hợp chất thì nó kết đây nè, thấy không? Mà mấy cái này người ta tưởng nó lông heo nhưng mà thật ra chưa chắc là phải lông heo nha. Dạ. Như dây gân vậy đó. Đúng không anh? Đúng rồi. Dây gân vậy đó, chứ không phải lông heo đâu. Mình nhìn bên ngoài như lông heo ha. Giống như mình nhìn vậy mình tưởng lông heo ha. Mà thật ra là bên trong nó giống như dây gân vậy đó. Giống lông heo thì cái anh ha. Giống lông heo nè. Đó, mà thật ra bên trong như dây gân vậy đó. Quá trời ơi. Cái này đem đi mình đổ nước sôi vô đổ nước nóng uống thử coi. Nhiều cái chị bệnh nữa đó. Uống một cái không độ đẹp trai lên liền. sao cười thiệt quá. Lần này là tới công chuyện luôn à. Không nói thì nói anh chị có lòng tốt chứ, ai bệnh mà là sẵn sàng cho ra luôn phải không? Yeah. Còn nếu mà bán thì hết chân mình dễ 2 tỷ. Dạ. Yeah. Và nếu mà có bớt là có thể thương lượng phải không? Dạ, yeah, có thể thương lượng. 2 tỷ thì cô chú anh chị. Cứng lắm, cứng lần đầu tiên mà thấy luôn á. Kết nối cứng quá thì cứng hơn thế nào? Lúc là mình xé bao tử ra nó làm sao? Nó có nghĩa là nằm trong cái bao tử cám này trong đó chưa hả? Nằm trong bao tử. Nhưng mà nó cơm này nó có dính trong này không? Có. Cám heo rồi đó. Có. Wow. Rồi mình xé ra. Nó là mình xé ra rửa rồi đem về để nãy. Bây giờ mình đếm này, cái cộng lông này. Bây giờ nếu mà cục này thì mình đếm cộng lông biết bao nhiêu, mấy chục triệu trời. Cứ cộng lông mấy chục triệu. Đây cameraman thanh thế cho em cộng lông nè. Về cất đi rồi nữa cất tiền đi rồi bán rồi cưới vợ nha. Cứ cộng lông là trị giá là biết nhiêu tiền không? Quá trời tiền luôn rồi. Ta nói là sở hữu cái này là giàu đó, anh chị giàu thật rồi. Rồi nếu mà giả sử bán được các lợn này mình có thưởng cho vợ một cái chuyến du lịch hay là một cái gì không, hay là giao cho vợ hết? Giao cho vợ hết luôn. Hết luôn hả? Thương vợ quá ha. Ôi vợ chồng hạnh phúc quá à, thương nhau quá. Bây giờ lát tặng em cục về nhà được không? Rồi được. Làm vật kỷ niệm được không? Được. Thiệt không? Thiệt. Chứ chiều nay người ta điện thoại tới người ta đòi mua cái anh Xanh đây, giờ anh trả cho em đi. Nếu như kiểu giấy số mua mà chưa trúng thì tặng bạn bè trúng xong rồi đòi à. Ủa? Hai vợ chồng này tốt bụng thì chứ, ghẹo qua ghẹo lại mà vẫn có lòng để giúp người ta luôn á. Trời ơi, ba đứa đó hả? Ba đứa.
À, đứa thứ hai hả? À? Qua đây đứa lớn qua đây chú hỏi xíu con. Con tên gì? Dạ con tên Đạt. Con tên Đạt phải không? Dạ. Đẹp trai quá gì trời. Trai quá ha. Qua đây. Con có biết này là gì không? Dạ cục cắt lợn. Cái gì lợn? Cục cắt lợn. À cắt lợn, lợn là ở miền Nam kêu bằng gì? Dạ con biết. Lợn là miền Nam kêu bằng gì? Con heo. À cái này là cắt lợn là ở miền Nam là heo đó. Đúng rồi. Cái này người ta gọi đúng tên là chư sa, tiếng Hán Việt. Đúng rồi. Quá trời quý rồi. Chào anh. Anh biết cục này cục gì anh? Cắt lợn phải không? Quý lắm á. Trời ơi. Nhưng mà anh chị này là coi như là sẵn sàng là làm từ thiện luôn á. Nếu mà ai mà chị bệnh á, thực sự có tâm ghê luôn á. Hiếm nó có lắm chạy. Không, nhiều người mổ mấy chục năm không có luôn anh. Mổ ba mấy năm chưa có. Ủa anh đi làm heo hả? Mình chưa gặp cục này luôn anh. Chưa mới gặp á. Ờ. Vì sao mày không chia cho ảnh trời? Tự nhiên giữ con mình vậy. Rồi bây giờ hai vợ chồng anh chị chốt chưa? Rồi chốt giá nó chưa? Bao nhiêu nói lại đi. Ờ 2 tỷ. Giờ 2 tỷ. Mình bán 2 tỷ. 2 tỷ chính xác chưa? Dạ chính xác. Không thay đổi phải không? Dạ. Rồi nhưng mà với điều kiện người bệnh xin vẫn cho làm thuốc. Dạ đúng rồi. Cứu người ha. Dạ. Hai vợ chồng có tâm mà sở hữu một cái cát lợn sở hữu rất là lớn. Cũng mong là anh chị sẽ có người thích. Thích thì sẽ liên hệ. Thì cái này là do là gia đình kêu Hoàng Xanh tới. Hoàng Xanh quay đọc lại cho bà con thấy một gia đình cặp đôi vợ chồng trẻ sở hữu cát lợn là số lượng lớn gì luôn á. Nên thì Hoàng Xanh quay dùng thôi. Rồi bây giờ đọc số điện thoại gia đình đi. Đọc số điện thoại. Dạ 0939. Rồi 149715. À rồi. Rồi chị tên gì? Tên Phượng. Rồi chị Phượng ha. Coi như là liên hệ là mọi sự liên hệ với vợ ha. Thấy không anh? Dạ dạ dạ. Dạ anh và anh Toàn quyền quyết định ha. Là trị giá 2 tỷ. Dạ. Không thay đổi ha. Rồi coi như là ngày hôm nay thì Hoàng Xanh đã thấy cắt lợn này rất là số lượng rất là lớn luôn. Không biết hiếm hay không á, nhưng mà như anh chàng này nói là anh mổ lâu năm mà chưa gặp á. Mọi người gặp thì gặp quá nhiều đi. Rồi sau này bán được rồi bắt đầu chia cho anh em ha. Dạ. Cái này mình từ khi tới sưu tầm mà gặp cục đầu tiên tới giờ là 1 năm chưa? Chắc lâu à? Lâu rồi nè. Mấy năm rồi? 3-4 năm chừng. Khi lâu lâu nó lụm về khi mặn 2-3 tháng không có nữa. Ờ. Anh sở hữu quá nhiều đấy. Những anh kia sở hữu người có 1 cục 2 cục là người ta đã người ta trưng tủ, người ta bỏ vô tủ kiến. Người có bỏ vô tủ kiến chưa? À, dạ chưa. Bây giờ nếu mà giả sử như là mình chưa bán được á, phải để cất chỗ nào quý xíu nha, khóa lại nha. Nói thiệt, phát video lên một cái nên người ta biết nhà nó tối đó, nó thiệt, nó giỡn đâu. Bây giờ mình phải để cái tủ kiến đi cho nó giữ được cái đảm bảo. Sao cười quay mà cười hoài vậy? Đầu quý hiếm mà đúng không? Ảnh mổ mấy năm chưa gặp kìa. Trời ơi, chiếc này là tối nay hai vợ chồng khỏi ngủ đi tới công chuyện luôn rồi, khán giả người ta điện á. Quá trời luôn rồi, quá trời sở hữu cục này của chú anh chị. Sở hữu 12 cục, sẵn sàng hy sinh một cục để mà cho Hoàng Xanh là coi như là biết bên trong là cái gì. Một cộng lông thôi là trị giá là coi như là mấy chục triệu của chú anh chị. Một cộng lông chứ tính tới đi. Giờ cứ tính tới đi của chú anh chị, cứ một chùm lông như vậy nè, coi như là sở hữu là mấy chục triệu. Nhiều khi nói chuyện giỡn với anh vậy, nhiều khi chiều là có người gọi tiền tới đó em không. Rồi bây giờ thì cục cắt lợn này coi như là trị giá nó là 2 tỷ ha, nguyên dĩa này ha. Dạ. Đó, đây của chú chị, cục này cứng quá anh. Cứng. Quá trời cứng rồi. Rồi chị chúc mừng anh chị sẽ giao dịch tốt nha. Thì đọc số điện thoại xong rồi em thì cũng chỉ tới để mà quay để mà cho bà con quý khán giả xem thôi. Kính thưa bà con quý khán giả, coi như là Xanh đã gặp cặp đôi vợ chồng trẻ ở Cần Thơ sở hữu là cắt lợn số lượng rất là lớn, là 12 cục, bây giờ đang có dự định muốn bán là với giá là 2 tỷ. Và cô chú anh chị có nhu cầu là coi như chị bệnh thật sự thì anh chị cũng sẵn sàng hiến để mà coi như là làm phước cứu người ha. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, nhiều điều may mắn nha. Rồi em cũng xin phép chào tạm biệt. Cô chú anh chị, nếu mà cô chú anh chị có câu chuyện độc lạ thì qua số điện thoại 0973316677 và nhắn tin cho fanpage Hoàng Xanh và Zalo của Hoàng Xanh nha. Bây giờ thì Hoàng Xanh xin được phép chào tạm biệt và chào chị chủ nhà luôn nha. Chị chủ nhà ơi. Dạ. Rồi bây giờ nói nghe nè, câu cuối chốt câu cuối nè. Bây giờ nếu mà bán được á liên hệ cho Hoàng Xanh biết đó, Hoàng Xanh mừng nha. Dạ. Rồi gắn video cho bà xã gắn đi. Thôi nói gì nói đi, thương vợ mà, rồi nói đi chị.
Dạ đâu có gì. Rồi ngày hôm nay Hoàng Xanh tới quay thì cảm xúc sao? Chia sẻ các lợn này sao? Giờ cầm cái dĩa lên luôn nào. Rồi cảm xúc sao? Đó rồi sao? Rồi hôm nay thế nào? Cái cảm giác mình trong lòng thế nào khi sở hữu cục các 12 cục các lợn quý hiếm thế này nè? Dạ cảm thấy vui. Vui phải không? Đây là dạ. Bảo bối phải không? Dạ. Trời ơi, cái này là bảo vật, chú về bảo vật, bảo vật. Bảo vật. Mình có tin đây là bảo vật không? Dạ. Bảo vật không? Dạ không. Không hả? Không thì cho đi. Không dạ, thì cho rồi lấy luôn phải không? Ờ, bữa nay được cho, được tặng, được tặng. Rồi, chào lại cho chị ha. Của dạ. Chị là sẽ là của chị thôi dạ. Chứ Hoàng Xanh không có tham. Rồi, bây giờ chào gia đình luôn ha. Dạ. À, kính thưa quý chú anh chị với khán giả nha, bây giờ thì Hoàng Xanh xin được phép chào tạm biệt tất cả các chú chị, hẹn gặp lại các chú chị video tiếp theo. Coi như là số lượng kỷ lục các lợn này coi như là đánh bật hết, đánh bẹp hết những cái anh chàng khác mà sở hữu các lợn. Coi như là bộ sưu tập này quá nhiều đi các chú anh chị. Bây giờ thì Hoàng Xanh xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.